Hi, chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Laptop World Thế giới công nghệ. Và như anh em đã thấy, lại một cái logo MSI phiên bản mới ở đây. Thì không biết là hôm nay Laptop World sẽ mang đến cho anh em sản phẩm gì đấy nhỉ? Hôm trước thì chúng ta đã được trên tay chiếc MSI Modern 14 cũng như là chiếc Prestige 14 sử dụng CPU Intel Core thế hệ thứ 11 rất là mạnh mẽ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ được trên tay cái phiên bản phóng to của chiếc Prestige 14 và không ai khác đó chính là chiếc Prestige 15. Thì với cái phiên bản này, nó có những cái điểm gì đáng giá? Tất cả sẽ được giải đáp ngay sau intro. Và chúng ta hãy cùng quay trở lại với nhân vật chính là đây, chiếc MSI Prestige 15 phiên bản 209VN, phiên bản mới nhất của chúng ta. Thì trước khi vào clip, mình muốn nhấn mạnh với em một điều rằng là về cái thiết kế, về màn hình, về bàn phím, về touchpad, về mọi thứ xung quanh em nó, pin các thứ, nó không có một cái điểm gì khác so với cả chiếc Prestige 15 phiên bản 222VN mà mình đã từng chia tay trước đó. Anh em có thể click vào đây và xem chi tiết hơn nhé. Để tránh mất thời gian của anh em thì mình sẽ chỉ muốn nhấn mạnh đến sức mạnh của con CPU Intel Core i7 thế hệ thứ 11-1185G7 này, khi mà đi kèm với cả con GTX 1650 Mark II Design này thì nó sẽ mang lại sức mạnh tới đâu cho chúng ta để sử dụng thôi. Ok, còn nếu mà anh em muốn tìm hiểu về những thứ xung quanh khác như là đấy, những thứ mình vừa kể trên, thiết kế các thứ màn hình, mọi thứ xung quanh, thì anh em có thể click vào góc bên phải phía trên này để theo dõi thêm nhá anh em nhá. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn một chút về cấu hình và phiên bản trên tay của mình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có Intel Core i7 thế hệ thứ 11 và đó chính là em 1185G7 anh em ạ. Không phải là 1165G7, 1185G7. Thì đây là một con CPU Intel Core i thế hệ thứ 11 mới rất là mạnh mẽ. Chúng ta sẽ có xung nhịp là 3.0GHz và boost clock có thể lên tới là 4.8GHz cơ anh em ạ. Rất là cao đúng không nào? Tuy nhiên thì có một cái điểm, đó chính là nó chỉ có 4 nhân và 8 luồng mà thôi. Nếu mà chúng ta sử dụng để mà render ấy, thì chúng ta sẽ luôn ưu tiên là tìm những cái chiếc máy, những cái con CPU nó càng nhiều nhân nhiều luồng càng tốt đúng không? Nhưng mà với cái con này nó chỉ có 4 nhân và 8 luồng mà thôi. Cho nên là đây là một cái điểm hơi bị hạn chế một chút. Và hãng đã nâng TDP của cái con CPU này từ 15W điện lên 28W điện so với cả những cái phiên bản khác anh em nhé. Ok, card họa của máy thì vẫn giống như cái phiên bản 22VN thôi. Chúng ta vẫn sẽ có GTX 1650 Mark II Design 4GB. Và với cái con card đồ họa này thì nó sẽ phù hợp hơn khi mà sử dụng ở trên những cái chiếc laptop mỏng nhẹ như thế này. Tuy nhiên thì nó lại bị mang lại một cái mức hiệu năng nó thấp hơn khoảng từ 10-15% so với cả phiên bản GTX 1650 thường anh em nhé. Nhưng mà nó lại mang lại một cái mức tiêu thụ điện năng nó thấp hơn và nó phù hợp hơn, mức nhiệt độ nó cũng tối ưu hơn nữa. Ok, ngoài ra thì máy vẫn được sử dụng 2 thanh RAM 8GB, tổng cộng là 16GB và vẫn có thể nâng cấp lên tối đa là 64GB cho anh em. SSD 512GB NVMe PCIe Gen 4X4. Đấy, riêng với cái con Gen 4X4 này nó sẽ cho chúng ta một cái tốc độ nó đọc nó nhanh hơn rất là nhiều so với cả phiên bản Gen 3X4 rồi anh em nhé. Đấy là sơ qua một chút về phần cấu hình của em máy này. Thì mình nghĩ là chúng ta sẽ nên đi test thêm về phần hiệu năng cũng như là khả năng chạy đa nhiệm các thứ, hiệu năng xử lý đồ họa của em máy này, để xem là em máy này nó có đáp ứng được tốt cho cái tác vụ của chúng ta hay không, như là creator hay là các cái tác vụ văn phòng, kế toán các thứ. Ok, đầu tiên mình sẽ không đi test điểm số quá là nhiều, mà trước tiên thì mình sẽ đi thử mở khoảng độ 20-30 tab ở trên cái phần Microsoft Edge này. Microsoft Edge là cái trình duyệt mới của Microsoft ấy, nó có tên là Chromium gì đó. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thử đi mở khoảng độ 20-30 tab để xem là em máy này nó có bị giật, có bị lag hay không. Và tiếp theo thì mình sẽ cùng với đó thì mình sẽ mở cả những cái video YouTube 4K ở trên channel của Laptop World nữa, để chúng ta cùng xem là sau một quá trình mình mở lên như thế thì em máy này nó hoạt động có còn ổn định hay không anh em nhé. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào. Và như mình đã nói với anh em, đây mình đã mở 6 video 4K trên channel của Laptop World. Đây mình đang mở hiện tại, đang là độ phân giải 4K đây anh em có thể thấy, 12160p đây. Ok, đó, ngoài ra thì mình sẽ mở xem để mình đếm xem tổng cộng ở đây chúng ta đã có bao nhiêu tab rồi nào. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tab rồi. 18 tab rồi, vẫn chưa nhiều cho lắm nhỉ, mở thêm đi.
mình nghĩ là mình sẽ mở thêm một vài tab nữa. Và như vậy là mình mở ở đây lên tới là 24 tab rồi anh em ạ. Nhưng mà chiếc máy của chúng ta nó vẫn loát video 4K phà phà luôn nhá anh em. Đây, vẫn loát video 4K luôn. Đó. Vẫn đang loát, vẫn đang chiếu rất là đầy đủ cho chúng ta. Và như anh em có thể thấy, khi mà mình click vào đâu đó thì nó luôn phản hồi ngay tức thì, chứ nó không hề bị hiện tượng delay một chút nào cả, đúng không nào anh em. Đấy, mình mở tới tận 24 tab trình duyệt rồi, nhưng mà em nó vẫn rất là mượt mà. Để mình xem là ở đây nó đã ngốn mất bao nhiêu RAM của chúng ta rồi nhá. Đây, ở đây nó mới chỉ ngốn được tới là 10.4GB RAM thôi, và chúng ta vẫn sẽ còn trống khoảng độ 5GB RAM nữa cơ. Thế là chúng ta vẫn có thể mở thêm được rất là nhiều nữa, đúng không nào anh em. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với bài test Gear 5 để xem là điểm số của con 1185G7 này nó mang lại cho chúng ta sẽ được bao nhiêu nào. Ok. Và cuối cùng sẽ lại là một bài test thực tế nữa. Mình đã có ở đây một cái file PDF, nó có chứa khá là nhiều các cái layer và effect khá là nặng, và mình sẽ thử vào chỉnh sửa ảnh ở trên cái máy này để xem là nó có đáp ứng được tốt, có được phản hồi tức thì cái tác vụ của chúng ta hay không, nó có được nhạy, có được nhanh hay không anh em nhé. Và như vậy là chúng ta đã vừa đi qua một cái màn trình diễn vô cùng là ấn tượng đến từ em máy này, đến từ vị trí của em 1185G7 này. Thật sự em nó quá là mạnh mẽ đi, đúng không nào anh em. Dù có là hàng chục tab trình duyệt hay là hàng chục layer trong Photoshop, những cái layer kể cả effect các thứ rất là nặng đi chăng nữa, thì em nó vẫn có thể đáp ứng ngay tức thì, rất là mượt mà. Thật sự mình cũng rất là bất ngờ với cái sức mạnh mà em nó mang lại đấy. Ok. Thì đó là về cái mức hiệu năng của em máy này mang lại. Không biết là anh em có cảm nghĩ gì, chứ mình cảm thấy rằng là trên một cái thiết bị nó mỏng nhẹ như thế này, nhưng mà nó mang lại một cái mức hiệu năng nó tốt, nó ổn tới như thế, thì đây thực sự là một cái sản phẩm đáng lựa chọn, đúng không nào anh em. Bên cạnh đó thì có một cái thứ nữa khiến cho mình rất là ấn tượng, đấy chính là về thời lượng pin của em nó. Đúng là khi mà sử dụng ở trên một cái combo tiết kiệm điện như thế này thì thời lượng pin của nó thực sự nó sâu, nó trâu không tưởng luôn anh em ạ. Sáng nay mình bắt đầu mình bật chiếc máy này lên và test máy lúc 8:30 sáng. Và bây giờ đã là 4:30 chiều rồi anh em ạ. 4:30 chiều, và mình bật chiếc máy này liên tục từ lúc ấy đến bây giờ, mình không hề tắt, không hề ngủ. Mình để nó liên tục, bật nó liên tục như thế để mình cài, để mình sử dụng, mình xem thông tin về máy. Ok. Và đến bây giờ thì thời lượng pin của em nó, đây mình sẽ giơ cho anh xem. Thời lượng pin của em nó còn vẫn còn đến 39% pin nữa. 39% pin nữa cho chúng ta sử dụng. Quá là trâu đi, đúng không nào? Mình đã sử dụng liên tục thì 8 tiếng đồng hồ rồi. Mặc dù là mình không để tối đa cái mức độ sáng màn hình lên, tối đa mình chỉ để ở mức là 50% thôi. Và mình cũng chưa hề mở vào những cái tác vụ nặng như là chỉnh sửa ảnh. Chỉ đến lúc vừa xong mình quay test cho anh em thì mình mới mở vào, và thời lượng pin nó bắt đầu nó tụt xuống mạnh hơn một chút so với bình thường, nhưng mà nó vẫn không phải tụt quá là nhanh. Và đấy là về thời lượng pin của em nó, rất là trâu, rất là ưng cái thời lượng pin này. Có một cái điểm nữa mà mình cũng cần nhắc với anh em, đấy chính là trên phiên bản Intel Core thứ 11 thì làm sao nhở, hầu hết chúng ta đều sẽ được trang bị là USB Type-C, nhưng mà là chuẩn Thunderbolt 4. Ok. Thunderbolt 4 sẽ cho chúng ta xuất được ra hình ảnh rất là sắc nét, và xuất ra một cái tốc độ rất là cao luôn anh em ạ.
chúng ta sẽ có đây là hai cổng USB Type-C 3.2 Gen 2 đi kèm cả Power Delivery, và chúng ta sẽ sử dụng sạc thông qua một trong hai cổng này anh em nhé. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm là hai cổng USB A 3.2 Gen 2 nữa ở bên cạnh bên này. Đây, hai cổng USB A. Bên cái đó là một khe cắm thẻ microSD. Thì đây là một cái điểm mà được giữ lại ở trên những cái dòng laptop của MSI cũng khá là lâu rồi đấy nhỉ. Mặc dù là những cái chiếc laptop này có thể nói là dành cho rất là nhiều anh em creator, những anh em làm multimedia, nhưng mà nó lại sử dụng cái khe cắm thẻ này thì thực sự nó không được tối ưu cho lắm so với mọi người, đúng không nào? Hầu hết mọi người đều sử dụng thẻ SD đúng không? Chứ không mấy ai dùng thẻ microSD như này, cho nên nó hơi bất tiện một chút. Đó. Ngoài ra thì bên này chúng ta sẽ có một cổng HDMI và một jack audio 3.5 tổng hợp, thì kèm với đó là hai đèn cảnh báo trạng thái hoạt động của máy. Ok, đó là về cổng kết nối trên em máy này. Cái thứ đáng giá nhất đấy chính là hai cổng Thunderbolt 4 đây này, USB Thunderbolt 4 đấy. Chúng ta có thể xuất ra một lúc cùng lúc là 4 màn hình 4K thì phải, nếu mà mình nhớ không nhầm, và xuất ra cả độ phân giải 8K nữa, thật sự quá là khủng. Và ngoài ra thì máy về kết nối thì máy vẫn có Wi-Fi 6 và Bluetooth là 5.1. Bảo mật thì vẫn sẽ được đi kèm là camera IR nhận diện khuôn mặt thông qua Windows Hello. Và bên dưới này chúng ta sẽ có cả cảm biến vân tay một chạm nữa anh em ạ. Nó rất là giống so với cả trên cái chiếc MSI Practice 15 phiên bản mã 22VN rồi. Cho nên mình không muốn làm mất quá nhiều thời gian của anh em, thì anh em nếu mà thực sự quan tâm, anh em hãy click vào đường link mình để ở góc bên phải phía trên video để theo dõi thêm nhá. Ok, và trên đây là một cái bài test của mình sơ qua về em MSI Prestige 15 phiên bản 2009VN sử dụng CPU Intel Core i thế hệ thứ 11, rất là mạnh mẽ. Không biết cảm nhận của anh em thế nào về con máy này, chứ cá nhân mình thấy rằng là em máy này mang lại cho chúng ta một mức hiệu năng cực kỳ là ấn tượng trên cái con chip, và thường pin của nó cũng quá là trâu đi, quá là trâu thực sự. Mình rất là ít khi mà được test những cái chiếc laptop nó trâu như thế này, và đây là một trong số ít những chiếc laptop để lại cho mình cái sự ấn tượng như thế anh em ạ. Ok, đó thì vừa xong là một cái bài trên tay của mình. Anh em hãy để lại cảm nghĩ của mình về chiếc máy này phía bên dưới phần bình luận của video nhé. Và hy vọng anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Nếu anh em cảm thấy video hay hữu ích thì đừng quên nhấn like, subscribe channel cũng như là chia sẻ video này với bạn bè để có thể ủng hộ cho channel của Laptop World nhé. Chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.